Tiên tri mới nhất tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, ăn lộc trời ban, trúng số độc đắc, tiền chất như núi, mua nhà lầu, tậu xe sang, đổi đời giàu nứt tường đổ vách trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh tuổi Tân Hợi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý anh tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như quý anh tuổi Tân Hợi hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh tuổi Tân Hợi về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của quý anh trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý anh tuổi Tân Hợi biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý anh trong năm 2024 âm lịch này, quý anh cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Hợi là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can người tuổi này là tân ngũ hành thuộc kim, gặp thiên can năm là giáp ngũ hành thuộc mộc, là mối quan hệ chủ về bình hòa. Ý nghĩa về năm công việc của người tuổi này cũng có những khởi sắc nhất định. Bên cạnh đó chú ý những thay đổi trong công việc chủ về không được thuận lợi, nên hạn chế thay đổi trong năm này. Xét về ngũ hành của thiên can thì hành kim của tuổi khắc với hành mộc của can giáp, cho nên sức khỏe của chủ mệnh bị kém đi. Các mối quan hệ của gia đạo dễ đưa tới những chuyện phiền muộn. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là hợi thuộc ngũ hành thủy, gặp địa chi thìn thuộc ngũ hành thổ, chủ về quan hệ là bình hòa. Theo đó đây là năm quý anh tuổi Tân Hợi có thể duy trì hiện trạng công việc, không thay đổi hay định hướng mới. Nếu chủ mệnh có những tiến hành thay đổi cho công việc thì dễ phải tiêu pha nhiều, nguồn vốn cũng khó thu hồi lại được. Xét về ngũ hành, người tuổi Tân Hợi mệnh thoa xuyến kim, gặp năm Giáp Thìn mệnh phú đăng hỏa, hỏa khắc kim, xấu. Ý chỉ về phương diện sức khỏe, có thể dễ bị đau ốm hoặc bị bệnh tật khiến sức khỏe không được tốt. Cùng với đó công việc làm ăn cũng khó bề thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư dễ bị thua lỗ và khó thu hồi được nguồn vốn. Về tình cảm gia đạo cũng chủ về bất hòa, mối quan hệ giữa các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đặc tháng 8 là tháng xấu nhất trong năm của chủ mệnh, ảnh hưởng tình cảm cũng như tiền bạc. Xét về cung phi. Dựa theo tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng, cung phi tuổi này là tốn hành mộc, gặp cung phi chấn thuộc hành mộc của năm 2024, tương ứng với khí diên niên, tốt. Năm 2024 của người cung phi tốn có sự củng cố thêm về quan hệ thành viên gia đạo, công việc cũng thuận lợi. Bên cạnh đó còn được quý nhân hỗ trợ nên khó khăn hay bất lợi nào cũng có thể vượt qua. Ngoài ra xét ngũ hành cung phi giữa năm và tuổi thể hiện mối quan hệ tương trợ, theo đó nếu xuất hành đi xa nhiều khả năng đón niềm vui cũng như thu về lợi lộc. Xét về tứ trụ. Thiên sinh, địa xung, năm nay về tài chính đem lại may mắn, tuy nhiên đối với tình cảm gia đình thì không được tốt, nhà có chuyện buồn xảy ra. Ngoài ra, tuổi Tân Hợi nam không nên thay đổi công việc làm ăn. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy, trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Tân Hợi có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt. Quý anh vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, tạo dựng được vị thế và uy tín vững chắc trong tập thể. Năm này, nếu quý anh nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp. Dù đang có lợi thế, nhưng quý anh cũng nên chú ý đến thái độ, tránh gây kích động cho những kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, kẻo gặp nhiều bất lợi thiệt thân. Sao chiếu mệnh. Năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Hợi gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, chủ về sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Vận hạn, hạn Huỳnh Tuyền.
Năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Tân Hợi gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, quý Anh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý Anh tuổi Tân Hợi tương đối lạc quan. May mắn trong năm này là quý Anh có được sao Mộc Đức và Thanh Long phù trợ, nên năm Giáp Thìn này đối với quý Anh tương đối giàu có. Quý Anh có cơ hội làm nên một gia tài tầm cỡ, nhưng quý Anh cũng không nên quá tự hào về điều đó. Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bước sang năm Giáp Thìn 2024, là 54 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội, nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý Anh đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Biết trân trọng tình cảm. Người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Quý Anh đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng của Quý Anh. Tâm danh lợi của Quý Anh cũng dần tiêu tan. Xét về phương diện sự nghiệp của Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Những người tuổi Tân Hợi, trong năm 2024, sự nghiệp phát triển khá tốt. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, Quý Anh có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, và Quý Anh càng lạc quan thì sự nghiệp của Quý Anh càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Đặc biệt, Quý Anh tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp trong năm 2024. Quý Anh có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, Quý Anh cũng nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Những người làm đầu tư, kinh doanh cũng có cơ hội khá nhiều, chỉ cần Quý Anh thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc, Quý Anh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, đối với Quý Anh tuổi Tân Hợi trong năm nay, dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, Quý Anh cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi và rất an toàn. Xét về phương diện tài lộc của Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với Quý Anh tuổi Tân Hợi, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, công việc tiến triển thuận lợi đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu Quý Anh có thể tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của Quý Anh trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên Quý Anh có được nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với Quý Anh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc là quà tặng từ công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của Quý Anh nếu được tận dụng tối đa, sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Quý Anh có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt, một vốn bốn lời, nên không phải lo về thu nhập của mình. Với Quý Anh tuổi Tân Hợi trong năm này, có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thứ tài. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho Quý Anh có được những cách kiếm tiền rất tốt, cũng giúp cho Quý Anh tích lũy được về tiền bạc, của cải.
và quý anh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm này. Các khoản thu chi cân đối và cũng đã có được một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già, không cần phải dựa dẫm vào con cháu. Có thể thấy trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý anh tuổi Tân Hợi có công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Ngoài ra, quý anh tuổi Tân Hợi trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ, nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Tân Hợi có thể gặp chút trở ngại. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, năm nay quý anh bị dao động tình cảm với đối tượng khác giới tương đối lớn. Mối quan hệ của quý anh tuổi Tân Hợi với người bạn đời của mình có thể sẽ có sóng gió. Dù không bị mâu thuẫn vì vấn đề tài chính, nhưng cũng có những rắc rối trong cuộc sống, nhưng có gặp vấn đề cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn. Năm này quý anh nên biết, kiềm chế, giữ mình để không vướng phải tình cảm ngoài luồng, điều này sẽ dẫn đến rạn nứt trong tình cảm gia đình do phạm phải đào hoa quá vượng. Nhìn chung trong năm Giáp Thìn 2024 về gia đạo cũng có được sự yên bình, vợ chồng nên đồng sức đồng lòng. Quý anh trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng thay vì nạt nộ sẽ khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý anh tuổi Tân Hợi, trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe của quý anh đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, bệnh phù, làm cho quý anh có thể gặp nhiều xui xẻo. Quý anh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau, mệt mỏi, bệnh cũ tái phát. Sự ràng buộc của hạn huỳnh tuyền, chủ về bệnh tật, làm cho quý anh tuổi Tân Hợi dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt, mặt mày xây sẩm, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Quý anh nên đề cao cảnh giác mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống và đừng để mình gặp nguy hiểm, tránh làm việc quá sức. Đặc biệt lưu ý đến sự an toàn của bản thân khi đi xa, làm những công việc nguy hiểm hay tham gia giao thông thì nên lưu ý nhiều hơn. Sự quấy nhiễu của hung tinh thiên không, bệnh phù làm cho quý anh cần phải cẩn thận hơn, đừng để cho các sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Như vậy, về sức khỏe, quý anh tuổi Tân Hợi trong năm này cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan, kinh suất. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe, nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, vị chua, hạn chế sử dụng rượu, bia, các chất kích thích. Điều này làm cho can khí vượng khắc chế tỳ khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Tân Hợi, nam mạng, xuất hành hợp vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Hợi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Hợi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ,
tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của Quý Anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của Quý Anh, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Hợi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà Quý Anh nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Hợi, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 gồm các tuổi sau. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, Quý Anh tuổi Tân Hợi gặp Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm này là năm Thìn, Quý Anh sẽ không phạm Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, Quý Anh tuổi Tân Hợi không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, là 54 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, tam địa sát. Năm này Quý Anh không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vặt, khó khỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thái Tuế năm 2024, Quý Anh không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, cần đặc biệt chú ý tới hạn Huỳnh Tuyền và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Huỳnh Tuyền đối với Quý Anh tuổi Tân Hợi. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn Huỳnh Tuyền đối với Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba,
Đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Về đường công danh, Quý Anh gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới. Sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu được nhiều tài lộc. Với người đang học tập, nghiên cứu, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt, có được những sáng kiến mới và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Vận trình từng tháng âm lịch của Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, được lục hợp quý nhân che chở, các mối quan hệ xã giao trong tháng hài hòa tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Quý Anh vui xuân đón Tết cùng gia đình, tài lộc rất dồi dào, bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của Quý Anh tương đối cao trong tháng này. Công việc tiến triển đều đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn, thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí lan tràn như thế này. Nhờ tài tinh chiếu mệnh, tài lộc trên đà vượng phát, bạn có thể nhận được một số khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài ở gần, thế nhưng bạn cũng nên chú ý các chi tiêu để tài lộc tụ khí nhé. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Đây là tháng Đinh Mão có ngũ hành tam hợp với Hợi, bất kể đối với Quý Anh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp hơn, bản mệnh biết tận dụng quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Công việc hanh thông, thuận lợi, mưu cầu về công danh, sự nghiệp dễ thành. Tiền bạc chi tiêu nhiều, nhưng bù lại Quý Anh sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Sức khỏe tốt. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Xem tử vi cho thấy, tháng này là tháng Mậu Thìn, vận khí không tốt, một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, Quý Anh cần có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm sút. Về sức khỏe không như ý, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 4 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ, tháng xung của tuổi bổn mạng. Công việc trì trệ gặp trở ngại do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Sau đó Quý Anh cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc có như vậy mới hạn chế được sai lầm phát sinh. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá. Bạn nên nhớ là một điều nhịn chín điều lành, hãy tập trung làm tốt công việc của mình. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong đạt được kết quả như mong đợi. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 5 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh gây hại, công việc của Quý Anh gặp chút trở ngại, do tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại. Quý Anh cần phải tỉnh táo và biết cư xử hài hòa trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Sức khỏe của Quý Anh tuổi Tân Hợi không tốt, có người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không tốt,
có thể sẽ phải nhận tin buồn trong gia đình, dòng họ đưa tới. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý anh tuổi Tân Hợi được các tinh soi chiếu, lại thêm ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, giúp cho quý anh gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, mối quan hệ xã giao được cải thiện, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán cũng diễn ra thuận lợi, giúp cho quý anh thu được không ít lợi nhuận. Đặc biệt, một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn hoặc mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng, thì sự nghiệp, tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe thì quý anh tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, cho nên công việc của quý anh sẽ bị chững lại. Nhưng quý anh lại có tin vui từ gia đình đem đến, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn lục đục nội bộ, thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung cho công việc của mình, tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo lại rước họa vào thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Vận trình tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi Tân Hợi đang có điểm báo công việc gặp trở ngại, một số người làm văn phòng, công việc có phần ì ạch, không tốt lắm, làm việc thiếu tập trung. Quý anh tuổi Tân Hợi nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay chưa hiểu thì quý anh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, nhờ những người trẻ tuổi giúp đỡ để xử lý kịp thời. Vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của con giáp này khá cao. Ban đầu bạn có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng kéo dài lâu khỏi. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng mới, sức khỏe chưa thực sự tốt, quý anh cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh trộm cướp thất thoát về tài sản lại còn gây nguy hại cho bản thân. Vận trình tổng thể của quý anh tuổi Tân Hợi trong tháng này cơ bản được ổn định. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý anh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này được thuận lợi, thu nhập ổn định. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Sang tháng 10 cũng chính là tháng tuổi của bản mệnh, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Sau đó, bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng nên thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng không đạt được mục tiêu đã đề ra. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ. Các dự án, hạng mục đầu tư được chú trọng nhiều hơn để hoàn thiện giai đoạn cuối cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho quý anh. Người làm công việc, kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng. Việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý muốn, quý anh không còn nỗi lo về tiền bạc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, dù quý anh tuổi Tân Hợi gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực, giúp cho quý anh hoàn thành tốt công việc của mình. Tháng này, quý anh tuổi Tân Hợi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng, các mức đãi ngộ khác trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý anh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn để mua sắm Tết và chung vui bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn,
gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.